Ngọc Thanh Tâm xin chào quý khán giả đang xem chương trình Giác Quan thứ 6 ạ. Dạ và em chào anh Thành Trung và chị Diệu Nhi ạ. Trần Phong xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Giác Quan thứ 6 ạ. Và chào anh Thành Trung cũng như chị Diệu Nhi. Anh muốn hỏi em là hôm nay em đến đây với Trần Phong, hai em đã bao giờ hợp tác với nhau trong công việc chưa? Dạ thật ra thì Tâm thì em có theo dõi Tâm trong một số dự án mà Tâm làm. Còn làm việc thì em với Tâm chưa có làm. Dạ. Chưa làm việc với nhau bao giờ. Đây là lần đầu tiên tụi em là gặp nhau trong chương trình. Wow. Hãy nhìn anh và trợ lý của anh. Dạ. Lần đầu tiên làm việc cách đây hơn 5 năm và sau gần 6 năm anh em gặp lại nhau. Và phải nói là trình độ của trợ lý của anh vẫn như thế. Vẫn như thế. Vẫn luôn làm cho anh bất ngờ bởi sự cao siêu. Và các em sẽ từ từ mà hiểu kiến thức của trợ lý trong chương trình Diệu Nhi. Em biết chị Nhi cách đây cũng khoảng 7 năm rồi. Thì cùng hợp tác trong sân khấu Thế Giới Trẻ. Thì trước đó thì em biết chị Nhi là một cô nàng rất là dễ thương, tinh nghịch. Nhưng mà gần đây em nhìn là chị Nhi á, cũng như là hôm nay gặp chị Nhi hết dễ thương rồi anh. Nó chuyển qua một tầm cao mới, chị Nhi xinh đẹp hơn rất nhiều. Chị Nhi xinh đẹp hơn rất nhiều. Wow. Em có bao giờ nghĩ rằng là sẽ cộng tác với Diệu Nhi trong một bộ phim nào chưa? Thật ra thì trước đây em với chị Nhi đã hợp tác với nhau cũng một vài bộ phim rồi. Thì em nghĩ trong tương lai thì cũng sẽ có thôi. Quan trọng là hai tụi em có duyên với nhau làm việc là được rồi. Vậy thì trước hết chúng ta cứ có duyên với nhau trong chương trình đã. Bởi vì mong là những kiến thức Diệu Nhi có sẽ giúp ích cho hai em vượt qua những thử thách của chương trình để lấy tiền thưởng nhiều nhất có thể. Vâng. Mời các em về vị trí của mình. Ok. Yeah.